Rồi, xin chào tất cả anh em theo dõi kênh Thượng Mộc. Thì hôm nay mình lại quay lại công trình ở Sóc Sơn, Hà Nội và gửi đến anh em một cái clip tiếp theo khi mà phần xây và ngói lợp đã xong. Cái căn nhà này là căn nhà gỗ lim mình dỡ ở Sơn Động, Bắc Giang anh em nhé. Đấy, có quay một cái clip trước Tết đến anh em thì là anh chủ nhà ở đây đã lên tận nơi xem trực tiếp và chốt phương án. Đấy, chốt phương án anh em đã mang về lắp dựng và tiến hành là lợp ngói xong. Thì sắp tới bên mình sẽ tiến hành là lắp hai bên vách thuận của nhà. Đấy, lắp hai bên vách thuận của nhà đây, đã lợp ngói và lát nền xong rồi. Thì bây giờ chỉ còn mỗi là công đoạn lắp vách thuận, treo cửa bức bàn và hoàn thiện thôi. Đấy, căn nhà ông anh dựng để làm chỗ ngồi chơi uống rượu thôi.